chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Đấy, cho đồng hạng đây mọi người. Chuẩn đấy. Mời tất cả mọi người đi. Chấm phát. Ui. Ngon không? Ngon lắm ơi. Ngon không? Đây đây. Ủa đi đây rồi. Mày qua đó là thấy rồi. Mãi nước chưa tinh như ngày trước à? Không, mãi mình mới bắt được con ngan nhà mình bị sổng ra mọi người ạ. Nó bơi ở đấy khó bắt quá, rét không muốn xuống. Nói chung là nó không thoát được đâu. Hôm nay anh em mình sẽ nấu một món khá là kinh điển. Mình sẽ ướp với sở tinh để tí nữa nướng. Nhưng mà ướp mình sẽ ướp theo kiểu cho nó ngấm thật là ngấm nhá. Đấy, à đấy, mình đổ sở tinh vào nồi đấy. Thế thì ngon lắm, đúng. Ngọt lắm đấy nhỉ. Đúng bài của mày. Đúng bài, ngày trước em cũng được ăn luộc sướng nhỉ. Anh bạn em không phải là luộc mà sẽ ướp nóng. Tại vì sợ tinh phải cho vào đây cho nó kia thì mới. Ui nó chua ngọt lên kinh nhỉ. Mới ngấm. Không đẹp nhỉ. Xong lại thành màu đỏ. Mới ngấm được vào con vịt ác. Đấy hiểu không. Xong rồi nhìn mày, mọi người nhìn nha, nó bồng. Nó bồng lên này. Sau bồng khi... lên xong rồi nó lại thành màu đỏ. Bông lên màu hồng. Sau khi mình trao qua sở tinh thì mình sẽ để cho nó ngấm kỹ. Trao qua sở tinh ngấm kỹ nó sẽ màu rất là đẹp. Lúc đấy sẽ đem lên nướng.
Bây giờ vừa trao vào cái đã đỏ rồi đấy. Khoái nhỉ? Tí nữa. Không luôn. Mau đệ thích ăn ngọt thế nên là hôm nay sẽ nấu món ngọt cho... À không phải ngọt hả? Màu hồng tên là gì anh ạ? Màu hồng mộ mơ. Ping ping bùng bùng cái gì ấy? Ai biết được? Việt Hồng. Việt Hồng ngày xưa đã hùa. Ta lăng, tăng tăng. Thì nó thành màu hồng nhưng mà nghe nhé. Thì nó sẽ thành màu hồng. Xong bắt đầu anh em mình sẽ cho lên nướng. Gọi là vịt... vịt nướng sờ tinh. À gọi là gì nhỉ? Vịt nướng nước màu. Vịt nướng phép vịt màu. Vịt quay Bắc Kinh. Nó sẽ đẹp hơn vịt quay Bắc Kinh đấy. Nó đẹp lắm. Nhìn không người đã thấy muốn ăn rồi. À đâu? Ngan chứ. Con này là con ngan sao nhé. Thế mà anh bảo là vịt trời nhà anh nuôi. Vịt trời lại còn nuôi. Thế anh bảo đi ăn rồi. Chuẩn bức phết. Trời chứ em bảo là vịt trời. Vịt trời. Anh ơi, đảo nó lại, đảo nó lại. Đấy, bây giờ mình sẽ lật nó lại. Tức là mình sẽ ướp đấy, cho nó ngấm cái gia vị. Ôi, hơn cho dầu điều anh nhỉ. Cái chân nó ấy, đây, thấy chưa? Đẹp người nhờ. Thấy cái chân nó chưa? Đấy, chứ, tức là sẽ không luộc chín bằng cái sờ tinh này nhá. Tại vì luộc chín nó sẽ không ngon. Tí nữa anh em mình sẽ làm đấy. Rồi cho nó màu mè đấy, thấy chưa? Màu mè kinh chưa? Cho nó màu đẹp lên xong bắt đầu nướng. Đấy, xem nó sẽ như thế nào nhé. Xà, hoành tráng. Nhìn cái chân nó này, ui, tí nữa ngâm hết cái chân nó, ui, đỏ tươi. Ai đây? Em lại có một kiểu làm đẹp cho gà. À ừ, om. Không. Om sờ tinh, gà chọi om sờ tinh. Dọa người ta chân, quả chân kinh điển. Em cho nó ngâm với sờ tinh. Ừ. Ngâm chân với sờ tinh ấy. Đỏ lửa lửa. Ui, sao nó đỏ ấy. Cũng làm cái thử nghiệm bát. À, sao rồi đi ra. Con tía chân trắng đây. Đi ơ, đi ra tới bọn người ta hoảng luôn. Tươi. Đỏ lư. Nhìn sướng quá. Gần được rồi. Ôi, nhìn đấy. Anh ơi, nó trở thành con chân Nga rồi. Đâu, con gì màu đỏ kia nhỉ? Hồng hạc. Ừ, hồng hạc. Con vịt của ui, đây. Mà đại ca trở thành con hồng hạc rồi mọi người ạ. À dạ. Đấy nó nhá. Còn quý hiếm ơi. Con này sẽ đỏ, đỏ Việt Nam nhé. Đây, sắc siêu đỏ luôn. Mọi người nhìn cái chân nó này, thấy chưa? Đỏ lử. Đỏ lử chưa? Siêu nhuộm màu. Siêu nhuộm màu. Anh làm thế thì cái đấy phẩm chất nhiều thế. Chả biết được. Đây là có cái này có túi. Đấy, mình chỉ gọi là trao qua cho nó ngấm, gọi là cho nó tạo màu đấy thôi nhá. Còn vẫn còn sống nguyên đấy, bây giờ này, sống nguyên nhá. Đấy, dài lắm, đấy, máu đấy. Còn máu rồi. Mặt máu lên đấy. Bây giờ anh chẻ ra để chén. Chén cái gì? Nè. Sống nguyên. Thế là nào, luộc tiếp đi. Nào, giữ đi để anh xỏ. Bây giờ sẽ nướng nó. Lại nướng à anh? Bây giờ sẽ nướng nó lên. Nào, từ từ. Để cái cây nào. Chuẩn chuẩn. Đấy. Thấy cây đấy chuẩn rồi, lắc kỹ đi. Ngon đấy. Sáng chưa ăn sáng. Đấy, cái gì đấy? Bạn nào mà chưa ăn cơm. À, bạn nào mà đang nô mở clip ra, clip của anh em tao mau ra ăn xong rồi xem anh em tao mau ăn đấy, chờ hết nô lại đi ăn cơm tiếp. Đấy, giờ đây xỏ nó vào. Em ăn cơm no quá em toàn xem mấy cái chị tây ấy, mấy chị tây ăn tôm hùm ấy, nhìn xuống nhỉ. À, mấy chó củi vào kia bỏ mấy cái gạch đi vậy mồm ra, mồm nó đỏ lòm nhỉ. Ấy, thấy chưa? Thấy kinh điển chưa? Em bỏ gạch đấy nhá. Giờ nhìn ra mắt chưa? Ai bắt đầu khai đâu? Hồng hạc nướng. Ui anh ơi, sợ vào cái mà cái tre này, cái đốt này chuyển thành màu đỏ luôn này. Ác nhờ. Chà, này vịt quay Bắc Kinh phải gọi hàng cụ nhé mọi người. Gọi là quá kinh điển đấy. Đây là vịt Superman. Ngan sao, hồng hạc. Bản sao của hồng hạc. Mỏ hồng, chân hồng, cánh hồng, người hồng. Hồng toàn thân. Đây mà mình luộc thêm tí nữa ấy, thì cái màu của nó sẽ nhuộm hết như thế này. Nhưng mà luộc thêm tí nữa thì nó chín mất. Không chín mất nhưng mà nó tái nó kia mất. Nó không ngon. Phải nướng. Anh ơi, tí nữa chỗ vàng chỗ đỏ đấy, nhìn đẹp lắm nhỉ. Ai xa. Anh ơi, chín rồi đấy. Chén ơi. Nào. Chén. Bê. Tăng. Tăng. Đây, vừa đây luôn. Tăng. Hồng hạc bây giờ trở thành ui sợi chân đỏ luôn, trở thành con hơi đen đen một tí.
Nói chung là nó chín là đẹp. Chín là đẹp rồi. Bỏ nó đấy. Đấy, xà xà xà. Nào. Xuôi xuôi xuôi. Ui. Tiếp đất an toàn rồi. Ui trời trời trời. Đã nhỉ. Được đấy. Ngon lắm. Ui. Nào. Em review cho mọi người xem nha. Nào. Đấy, bắt đầu xẹo cái đuôi ra này. Hựa này. Ui trời trời. Wow. Đây là toàn bộ sản phẩm. Ngon chưa? Thấy chưa? Vừa mới chín tới luôn. Đã này. Đã chưa? Vừa mới chín tới luôn này. Wow. Wow, cái tròn nó đỏ kìa. Ui. Ui rồi. Ui, đấy nó nhỉ? Lại chấm đất rồi. Cắt kém thế nhỉ? Không cắt ui. Thôi. Đấy, cho đồng hạt này mọi người. Chuẩn đấy. À. Với tất cả mọi người nhé. Chấm phát. Ui. Ngon không? Ngon lắm ấy. Ngon không? Ngon hơn nhiều như cho vào cái ngày trước luộc sự tinh. Thế. Nước chưa tinh ngon lắm. Nay chỉ luộc qua, trao qua nước sự tinh sôi. Nó chỉ ơi, có vị ngọt ở ngoài đâu, có miếng chấm ngọt lắm. Ngon, ngọt tự nhiên ấy. Xem thế. Đấy, cho mọi người xem này. Wow. Đây, em chả cái miếng à. Đấy. Ăn miếng nào. Thấy chưa. Đấy. Lườn nhá. Ừ, lườn đi. À, xem nào, chín chưa. Wow, chín này. Chín tới này. Đây, trong vẫn còn hồng hồng này, ngon chưa. Thấy chưa. Vừa chín tới luôn đấy, cực kỳ phê. Đây là chín rồi đấy, không phải là sống đâu. Đã nhỉ. Mời tất cả mọi người nhá. Wow. Hôm nay quên nước chấm ấy. Nghe không, lại nhông mắm. Đã nhỉ. Ngọt thế. Nó rất tưởng. Wow. Ai, nó quá là ngọt luôn mọi người. Ngon nhanh nhỉ. Đã rồi đấy. Chà. Đây, cái miếng này mới là miếng ngon này, cho mày này. Em đang hớp. Đấy, để tao. Miếng da, thật ra nó cũng không ngọt, không ngọt vị sờ tinh lắm đâu nhá. Tại vì màu nó liền nhỉ. Màu trần đẹp kinh điển. Uầy. Miếng chân hồng hạc luôn á. À. Hồng hạc nướng và cái kết tù mật gông. Hồng hạc nướng nướng mọi và cái kết đi tù mọt gồng à. Wow. Nói chung là hồng hạc thì nó nằm trong sách đỏ không thịt được mọi người. Chứ có mà thịt thì đâu mà bảo thịt. Ngàn miếng vịt ngọt. Đúng như vịt quay Bắc Kinh theo kiểu quay của Nhật Bản nó làm con gì nhỉ? Nó đỏ đỏ. Anh cho ăn cái chân này cho mình. Cho em cắn miếng này. Hồng hồng luôn này. Hồng đỏ luôn này. Đỏ. Ấy. Sướng nhỉ. Nhìn nó gân nó đen đen này. Ngấm luôn vào nhỉ. À. Ăn này ai vậy. Dai dai ngọt ngọt. Nhỉ. Ăn này cực ngon đấy chứ. Ngon luôn mọi người. Cũng tần tặng. Nó không phải vị ngọt lợ. Ngọt kia mà nó nó thơm thơm, nó ngọt ngọt, kiểu... Hãy ăn này thế này. Kiểu ngon đấy. Quả sẽ đã. Voilà. Ăn những cái miếng sát ra này. Sổ. Ui sổ. Chấm hết. Quá là tuyệt vời. Quá ok. Đúng là vừa khéo đỏ luôn nhá. Món này ngon nhỉ. Em thấy vịt nướng hôm nay ngon đã luôn đấy. Đây, cho mình nguyên cái phần giàn. Sổ. Ngon không? Ngon không? Ngon. Chấm vào đây. Chấm vào rau. Em ghém một miếng. Rau thơm, rau sống các kiểu. Rau xà là xà gì nữa nhỉ? Xà lách. Xà lách, xà cây gì đấy. 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 Em một miếng rau xì thơm. Với cả một miếng ức có da.
Chớm vắt. Chỗ đây. Ai quá kiểu. Ôm bay. Ôm. Wow. Đúng như thịt kiểu dạng nướng. Nướng mọi nướng này. Đỏ đỏ. Nào. Nào. Bít tết, mọi người thấy bít tết bao giờ chưa? Bít tết ngan này. Em vịt nướng hỏa đỏ. Đấy. Thấy chưa? Thấy nó đỏ ra chưa? Đấy. Quá đã nhỉ. Thấy chưa? Quá ngon, hết sẩy luôn. Nướng vừa mới chín tới. Như anh em mình nướng gọi là như thế này, gọi là chín tới, ăn cực kỳ ngọt. Còn chín tới như mọi người gọi là chín mất rồi. Đúng rồi. Đây ăn nó phải chín sống một tí. Đúng ngọt. Cho nãy anh em mình đi ăn cái dây nóng này. Hả? Dây nóng, em biết một chỗ dây nóng á. Chỗ nào? Đi ăn trước à? Ừ. Ngon á. Hôm trước em vẫn đẹp hôm trước ấy. Anh em mình bảo nghiện đồ sống. Ăn trướng. Nước gỏi cá ấy. Thèm. Ăn trướng. Nhấp những gỏi cá thèm. Mình dưới dãi. Ngon nhé nhỉ. Đây, từ từ. Bắt gỏi số này. Cái đầu à. Xem cái phần lưng nó xem nào. Ơi, lưng lại vàng. Lưng cũng vàng, kiểu vàng vàng đỏ đỏ. Wow, lưng trắng xóa luôn nhỉ. Đấy. Mày thích ăn ngọt không? Đâu, đâu ngọt. Giá. Cho em miếng. Đây. Miếng phần già nhé. Ăn ngọt đánh ngọt. Đấy, đây. Wow. Người ta bảo là gì nhỉ? Ăn mặn đáy khai thì em ăn ngọt đáy ngọt. Thế là ăn cái gì đáy không khai? Ăn nước đường. Ra tiểu đường là không khai. Kiểu đang cơn chết khát gặp ngay anh tiểu đường ấy. Ngon nhỉ. Làm mình sâu sống rồi. Bổ ra trong. Trong nó cũng hồng. Trong nó cũng hồng. Đây là công phá con hồng hạc. Đấy. Trời, thịt hồng hết đấy mọi người. Cái này nhìn như mang cá. Đúng nhỉ? Hồng hạc của khác nó khác hẳn nhỉ. Hồng hết. Đấy. Thịt ngọt. Chán thử nướng mỡ hồng hạc xem. Hồng hạc nướng vặt kết tàu ngọt gồng. Đây là mỡ hồng hạc này. Thịt hồng hạc này. Béo. Béo quá. Chân hồng hạc này. Hồng chưa? Chân phần, hồng hạc. Anh ơi, phần bên trong cái bụng này nó có gà. Anh thử ngửi mà chắc anh ăn cái mỡ này xem. Gà nó không trông lên mùi á. Ăn thịt ức này rõ ngon thì chả ăn này. Chả đây. Mạnh thế nhỉ. Yếu thế nhỉ? Quên. Nói chung là con này không ăn hết được mọi người. Nó kiểu như nó ăn mấy đồ thấy ngon ngon, nhưng mà sau nó cảm giác nó ngấy ngấy. Không nhiều, nó ngọt, nó ngấy lắm. Nó ngọt kiểu kia. Nhưng mà cũng gần như là hết sạch con vịt thì anh nhỉ. Những cái đoạn nó ngấm với kia thì nó hơi ngọt một quá một tí. Giả dụ như cái da này. Mấy cả bên trong này hơi trống. Thật ra nó cũng không ngọt, nó vẫn ngon. Nhưng mà chắc là do dạo này ăn uống nhiều quá. Tết ăn uống nhiều quá. Ngấy. Cái mỏ nhìn nó đã nhỉ. Như này nhỉ. Đó lòm. Nó lại món này ăn ok lắm mọi người ạ. Hôm nay anh em mình ngâm thử các loại với sơ tinh ấy. Nhìn nó hay nhỉ. Cháu gà, chó, các kiểu nhộm một lồng, úi xời. Nó đỏ lom luôn. Bộ da này, biết thế lúc ăn từ đầu tiên nó đỡ ngấy. Wow. Bố anh chén hết đấy. Đây là da cổ. Đầu bếp thịt hơi kẹp. Anh để cả cổ này. Cái đấy là cái nhọng chén tốt đấy. Ngon thế. Anh ác ơi. Này, hơi ngấy. Nó quá.
đi xuống giờ mướt cây ngô nhà anh đi. Không, giờ đi săn nhím. Săn nhím á? Vừa phát hiện một chỗ còn nhím rồi. Nhưng mà chiếc bưởi được không? Chiều thôi, còn nhím ta thả ra đấy để nuôi cho nó xương cốt dày 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 dặn để tao lại bắt về nó thịt để tưởng đây có nhím ấy. Tí tao về tao hít sáo bắt nó ra. Ra đây tao thịt. Ok. Bye bye tất cả mọi người nha. Clip của anh em mình dừng ở đây đây. Anh em mình ăn nó lắm rồi. Để đi về đi của con nhím. Nó mà ngấy. Con nhím bị sổng ngày trước ấy mọi người nhớ không? Cái ngày mà ăn mùng nút bạc ấy, một con nó bị sổng ấy. Ăn nút vàng nhỉ. Ừ. Bye bye. Mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em mình nhá. Ê. Chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.